Câu chuyện về loài chim yến Câu chuyện về loài chim yến cũng như nguồn gốc của tổ yến được hình thành từ vách đá, hang động xung quanh biển, được phát hiện và phát triển mạnh mẽ ngày nay. Những câu chuyện về loài chim yến được gắn liền với thời vua chúa. Đực trung an yến sào, món ăn cao lương mỹ vị, biểu tượng của sự cao quý, biết hưởng thụ cuộc sống. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, nhà nuôi yến với quy mô lớn, phát triển, cung cấp nguồn sản lượng lớn cho thị trường người tiêu thụ. Nguồn gốc của chim yến Ngàn năm qua yến xào luôn được xem là thực phẩm cao lương mỹ vị, tượng trưng cho món ăn cung đình cao cấp và quý hiếm, cưới gái thành cao, thực phẩm quý, giàu chất dinh dưỡng, là món quà vô giá của tự nhiên ban tặng. Thuốc hàng cao lương mỹ vị của khu vực Đông Á, các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Việt Nam được người Trung Hóa tiêu thụ cách đây 400 năm. Ban đầu, chim yến được tìm thấy trong những hang động vách đá cao chót vót, tối tăm, là nơi chúng sinh sống. Khi thu gom tổ yến, người dân phải mạo hiểm tính mạnh, liều mình leo lên cao, khai thác tổ yến sao. Vì vậy, các sản phẩm của cụm yến vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Trong đó, tổ yến trắng và tổ màu hồng máu hay còn gọi là yến huyết được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng và khang hiếm trong thành phần yến xào có chứa nhiều protein và các axit amin cao như aspartic acid, serine, tyrosine, phenylalanine cùng một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể giúp bồi bổ sức khỏe, ổn định tinh thần, kích thích quá trình tiêu hóa, làm đẹp trẻ hóa làn da, chống lão hóa thành phần và tác dụng ngày nay các sản phẩm về yến xào được nhiều người ưa chuộng tuy nhiên cũng dây ây lên nhiều tranh cãi về thành phần dinh dưỡng cũng như tác dụng của yến xào đối với sức khỏe người tiêu dùng cụ thể nhiều nhà phân phối yến xào cho thấy hàm lượng protein cũng như nhiều amino acid cao khoáng chất tốt cho sức khỏe giúp cải thiện bồi bổ sức khỏe cho người tiêu dùng tuy nhiên một số tài liệu khác lại phủ nhận đồng thời lên án rằng công dụng của tổ yến đang bị thổi bùng lên kèm theo giá bán cao tạo sự khan hiếm ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng Đưa ra bằng chứng rằng tổ yến chỉ ăn nước giải của chim yến cô động lại gồm nước, mói, enzyme, vi sinh, không có giá trị dinh dưỡng như nhiều người đồn thổi. Bên cạnh đó, một số người cho rằng trong thành phần của tổ yến có chứa thạch tính, khiến nhiều người ngộ độc thực phẩm. Thực tế, các sản phẩm về chim yến hiện nay vô cùng được ưa chuộng cả thị trường trong và ngoài nước. Dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các mô hình xây nhà nuôi chim yến, thậm chí người người đổ xô xây nhà yến trái phép thiết kế tinh vi khó kiểm soát bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ yến xào lớn dẫn đến tình trạng hàng giả hàng nhái phổ biến khiến người tiêu dùng hoang mang và lo lắng gây ảnh hưởng chung đến toàn bộ hộ nuôi yến nhỏ lẻ nói chung nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao các sản phẩm về yến xào như yến lon yến xúc yến xào tinh chế hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ cho thị trường tiêu dùng mô hình nuôi yến mở ra nhiều tiềm năng cơ hội phát triển, mang lại thu nhập cao ổn định kinh tế cho người dân. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi ở các khu vực Nam Trung Bộ, miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Quốc. Với số lượng chim yến sinh sống lớn, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và nuôi yến. Tuy nhiên, để duy trì bầy đàn chim yến phát triển kết hợp với lợi nhuận nuôi yến ổn định, chủ đầu tư cần trang bị tranh yến đúng tiêu chuẩn quản lý nhà yến đúng cách không nên khai thác tổ yến quá mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầy đàn chim yến cũng như chất lượng tổ yến nói chung để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ ngay đến công ty nhà yến thuần việt để được tư vấn và hỗ trợ